Wow, chương trình nướng thịt và nướng gà. Có như bắt ong, ong ruồi nữa. Ê, em nghĩ là cái đầu nó sắp cháy rồi anh ạ. Xoay 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 nhá. Xoay xoay cháy nên ăn dở. Con gái nhớ đừng ăn cái màu đen nha con. Ăn cái màu đen luôn. Con không được ăn cái màu đen luôn, ăn vô nó bị ung thư đấy. Anh ơi, anh xông hơi đi đi. Anh không cần, anh không cần phải bỏ tiền đi xông hơi nhá. Vào đây, xông. Đặt cái que gác thêm cao nữa là đẹp, cao như 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 kiểu. Lai con nướng cái đầu bên đây nữa nè. Được, nướng sơ sơ thôi nó đã chín rồi. Vậy cho nó dễ chín lắm con. Ừ, không nướng đâu. Nóng cái này sao mà nướng. Đấy, đây này anh nhìn đây, nướng đây này. Nhìn đây anh nhìn. À. Nướng đây đúng, ăn đúng, được đâu. Em lấy hai cái chè kia em. Nướng đây ăn được đâu, một bên thì cháy đen còn một bên thì sống nhăn ra không được luôn. Cười gì lại. Chương trình nướng bắp là như thế này đây. Rồi con đây. Để đợi nó hết lửa. Ừ.